Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật. Mô Phật. Thì hôm nay cũng có duyên lành về Phật Pháp, mà cũng là ngày ngày 22 tháng Giêng, là ngày Chủ nhật. Thì theo thường lệ chúng ta có giảng về giáo Pháp, thì để tranh thủ thời gian, vì thời giờ chúng ta ít, tôi có 55 phút để giảng thôi, còn 1 tiếng ngoài để quý vị trả bài. Thì có bài kinh 66 kỳ này tôi rất vui, tức là thấy nó rất rõ giữa Bát Nhã và tư tưởng, dường như nó toàn diện. Và tất cả những câu hỏi thắc mắc từ xưa giờ của tôi giảng nó không rành, thì trong bài kinh 66 này rất rõ ràng và rành rẽ, để Phật tử nắm được cái gốc của đạo Phật. Nhưng chữ nhân của tôi thì hơi nặng đó, là Phật tử kỳ này phải làm bài. Nào thì chúng ta tiếp tục, vì cái bài này nó rất quan trọng. Chúng ta đã trao đổi nhau gần 30 năm rồi, tức là tôi về đây năm 63 tới nay là bắt đầu giảng bài kinh 66, thì có năm mấy 2 năm là hết rồi. Thì nó toàn là tư tưởng không à, có một chút ít Bát Nhã. Lúc đó tôi biết Bát Nhã mà tôi không biết cách áp dụng, tức là không biết cách giảng, rồi tôi phải trăn trở thêm một một thời gian sau, khi tôi đi Đà Lạt tịnh tu thì tôi trở về giảng trở lại nữa. Tôi thì con người nó lì lắm, tôi đi cái nào đi một cái, cho tôi không có đi tùm lum mà đi cho thật sâu. Vì đạo Phật là cái đạo A La Hán, là đi vào chiều sâu, Bồ Tát mới đi vào chiều rộng. Mà Phật tử phải biết rằng tôi là ông sư cù lần, tôi ít có vấn đề xã giao bên ngoài, tôi chỉ có chìm sâu vào trong chiều sâu thôi. Nó thành ra về vấn đề mà xã giao bên ngoài, lo tịnh xá cho đẹp này kia là tôi không có để ý tới. Tôi cần cái gỗ cho tốt thôi, còn nước sơn tôi phết sơ sơ à. Thành ra tịnh xá tôi ít có tổ chức cái gì cho nó linh đình. Thì Phật tử nào ham vui là không thích tôi. Thì cái dễ của tôi là tôi không có bắt buộc, có thể đi tìm chỗ khác. Tới tôi là phải trả bài. Tôi đi vào cái chiều sâu, tức là 5 giới ác không làm, sau này tôi thêm 5 điều thiện nữa. Đó là lời của Phật dạy. Và cuối cùng là cái tiến trình 5 quẩn. Và cái tiến trình khó nhất, độc đáo nhất, và đưa tới giải thoát nhất, mà giữa Nam Tông và Bắc Tông có sự khác nhau rất là độc đáo, thì không phải là sai. Nhưng mà Tam Tông thường thường đi tới A-la-hán, còn không dám vượt qua nữa. Vượt qua là phải phương tiện, phải phát Bồ Đề Tâm thì mới có thể đi đến Như Lai. Thì ở đây tôi giảng luôn cả 2 cái, đi tới láng rồi tôi đi tới Như Lai nữa. Nhưng mà Như Lai thì chắc là tôi không đủ khả năng giảng, thì đó Phật tử tùy mình sáng tạo. Thì A-la-hán thì tôi giảng tương đối, kỳ này tôi thấy sáng tỏ. Nhưng mà điều kiện của tôi là bắt buộc Phật tử phải làm bài, còn không là không, tôi không giảng tiếp nữa. Thì tôi thấy ở đây tôi rất mừng, là Phật tử rất tha thiết, rất hăng say, rất trăn trở về vấn đề trả bài. Tôi thấy rất nhiều người rất giỏi, thì tôi rất thỏa mãn. Do đó chắc tôi tiếp tục giảng tiếp nữa, và có thể nếu nếu có sức khỏe, tôi dùng chữ nếu, thì tôi sẽ giảng về duy thức, là quý vị sẽ học chữ Hán. Cái duy thức là chữ Hán, là thời buổi này thời buổi ở Dư Lặc mà, chứ Thích Ca là hết rồi. Thích Ca tới mạt pháp là thời này hết rồi, nếu có ra đời là Phật Di Lặc ra đời. Mà Di Lặc đó là chuyên môn về duy thức, mà duy thức thì mới có thể độ được cái cõi ta bà này. Duy thức thì còn kêu là tâm lý học của Phật giáo. Thì tâm lý học của ở đời đó có 6 căn, 6 trần, 6 thức thôi. Thì bên Nam Tông, tức là thường kêu là tiểu thừa đó, thì cũng giảng có 6 căn, 6 trần, 6 thức. Và tới đại thừa là phải 7, 8 căn, 8 trần, 8 thức. Thì cái khó khăn nhất là thức thứ 7 và thứ 8, tức là mạt na,
chúng ta thường kêu là nghiệp và linh hồn. Thì bên Nam Tông, tức là chúng ta coi quyển Đức Phật và Phật Pháp của Narada như cái quyển di dược Pháp, và quan trọng nhất là cái quyển Na Tiên Tỳ Kheo và Mi Lan Đà, một bộ kinh nổi tiếng nhất thế giới, đã dịch ra nhiều thứ tiếng. Giữa vua Mi Lan Đà và Na Tiên Tỳ Kheo có một sự vấn đáp thật là chặt chẽ, thật là hoàn bị. Chúng ta không thấy chỗ sơ hở. Nhưng nếu chúng ta qua bài kinh 66, chúng ta đi tới 8 căn, 8 trần, 8 thức, thì chúng ta thấy dường như nó có nhiều chỗ sơ hở, nó không có hoàn bị được những câu hỏi của ngoại đạo, nhất là khoa học bây giờ. Thì chỉ có duy thức, thì bên đó kêu là lấy cái duy diệu pháp làm nền tảng. Nhưng mà có 6 căn, 6 trần, 6 thức, nó rất khích khao, rất hợp với khoa học hiện đại. Còn những cái mà kêu bằng siêu tư tưởng thì bên Nam Tông đầu hàng và khoa học cũng đầu hàng. Tới chừng ông lái xe ông tìm ra không gian 4 chiều thì khoa học chới giới và cả Nam Tông cũng chới giới. Rồi thì chỉ có Đại Thừa là duy thức mới trả lời một cách toàn diện thôi. Nhưng chúng ta thấy rằng cái duy thức học rất là khó. Tôi hồi xưa tôi cũng trăn trở với nó đấy. May là tôi biết chữ Hán rồi. Nhưng mà chữ Hán của tôi là học ở nhà trường, tả cảnh, tả người, chứ không có những danh từ triết học. Nhưng mà nếu mình qua triết học thì cũng vẫn mau thôi, vì cái nền tảng nó có. Mà tôi phải bỏ ra 10 năm trời. Tôi coi duy thức là coi là ngủ gục thôi. Thì hôm nay tôi coi lại tôi thấy rất là sáng tỏ. Tự nhiên trong cái chiều sâu rồi bây giờ nó trả lời hết. Thì tôi muốn là có sức khỏe, tôi sẽ giảng duy thức cho quý vị. Thì đó là toàn chữ Hán, quý vị phải học mỗi chữ Hán. Hay nói thật ra tiếng Việt mình đó, thì hết 80-90% là tiếng Hán rồi. Vì người Tàu đã cai trị Việt Nam này 1000 mấy trăm năm. Cả những cái phong tục muốn ăn Tết cũng là người Tàu. Gì mà cẩm niêu ăn chè cũng người Tàu. Ông Táo về trời cũng người Tàu. Mà cả tới những cái du lan bồn Phật đản cũng người Tàu. Theo Nam Tông đó thì Đức Phật thuyết pháp có 45 năm thôi, mà theo Trung Quốc đó thì 49 năm. Thì chúng ta thấy có nhiều chỗ. Cũng như tin Na Tiên Tỳ Kheo đó, tới hai bộ. Một bộ của chữ Hán Bắc Tông, một bộ của Nam Tông. Rồi tin mà kêu nổi tiếng nhất là Kinh Pháp Cú, thì Nam Tông cũng khác và Trung Quốc cũng khác. Thì bên ngay Ấn Độ là đã có sự khác rồi. Có cái Đại Thừa kêu là tiếng Sanskrit, còn Nam Tông thì tiếng Pali. Thì tất cả những cái tiếng Sanskrit được dịch ra tiếng Tạo. Còn cái Kinh Pali đó thì dịch ra tiếng Tích Lan. Thì kinh đó còn nguyên bộ, tức là sau khi mà Bà La Môn giáo nổi lên giết hết Phật giáo, mấy ngàn tăng sĩ đều giết sạch và kinh sách đốt hết, cả Nam Tông lẫn Bắc Tông. Thì cái bộ đó đã truyền qua Tích Lan, thành ra Tích Lan còn nguyên thủy, thành ra kêu Phật giáo nguyên thủy. Còn bên Trung Quốc là nhờ có ông Tam Tạng mà chúng ta kêu Trần Huyền Trang đó, Tây Du Ký đó, thì ông đem về Trung Quốc được mớ, thì dịch ra còn mớ đó thôi. Thôi đại khái là như vậy. Thì quý vị cố gắng ha. Là tôi thì cũng già rồi, tôi không biết chừng nào tôi vô lò thiêu. Thì tôi thấy cái này tôi thỏa mãn rồi đó. Thì nếu tôi có vô lò thiêu thì cũng còn cái nền tảng, cái vị nương đó, để quý vị đi sâu vào Bát Nhã. Chỉ có Bát Nhã mới giải quyết mọi vấn đề đau đớn và cái hướng đi của thế giới này, của các thanh niên nam nữ,
và của các nhà khoa học đang chới giới, đang hỏng mất cái hướng đi. Con người bây giờ không có hướng đi, thành ra nổi loạn. Thì tất cả các pháp môn của người trời không thỏa mãn được, đó chỉ là cái xiềng thay thế thôi. Mà giới thay đổi mà vật chất lên ngút trời này thì không có cái xiềng nào mà thỏa mãn cho chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta thấy rõ mọi sự trói cột của xiềng xích thì chúng ta mới giải quyết vấn đề thôi. Giải quyết bằng cách thấy rõ vấn đề chứ không phải là chấp nhận vấn đề. Cái đó là cái độc đáo của đạo Phật. Chỉ có mình Thái tử Siddhartha mới thấy được cái đó thôi. Rồi thì hôm nay chúng ta đi nó hơi lạ một chút, là tất cả pháp môn đều im bặt hết, mà tất cả pháp môn chỉ im bặt khi nào cái tư tưởng và ý chí, chính hai cái này tạo ra pháp môn. Thì muốn im bặt phải nhờ nó, mà nó lại tạo ra một cái pháp môn khác, cứ thế mà lẫn quẩn mãi. Nhưng chúng ta cũng phải đi sâu vào tất cả pháp môn. Chi vậy? Để cái ý chí và tư tưởng nó biết rằng nó bất lực trên con đường giải thoát. Mà muốn đi tới đó thì quý vị phải giữ tám giới. Ở đây tôi thấy giữ năm giới không à. Thì tôi đi sâu nữa, tôi thấy quý vị đây giữ tám giới được rất nhiều. Bởi vì cái giới, ba giới sau đó, nó thuộc về cái hạnh chứ không phải là cái giới. Tôi đã giảng nhiều lần rồi. Thì cái giới, ba giới sau, cái khó là cái giới thứ tám: không trang điểm phấn son dầu hoa áo quần hàng lụa tươi tốt, là phải cạo cái đầu trọc. Thì quý vị rất sợ cạo cái đầu, cả tới mấy bà lão già rồi cũng không dám cạo, phải không cô Vũ? Vì đa số là như vậy. Thì cái đó không quan trọng. Thì cổ thường nói đó, cạo cái đầu mà con chưa cạo được cái tâm. Nhưng thường thường những người sơ cơ mẫu giáo đó, muốn đọc chữ phải ráp thôi, còn lên cao được cái ráp không cần. Thì đúng, nói vậy rất đúng. Nhưng mà tôi sợ quý vị không đi tới đó được. Quý vị chưa phải mẫu giáo nữa, quý vị muốn bỏ ráp rồi. Thì sau khi ráp rồi lên lớp 2, lớp 3 là không còn ráp nữa. Không còn ráp không có nghĩa là không có ráp, nhưng nó ráp quá nhanh cho nên mình không thấy nó ráp. Cái đó là cái quý vị phải ngồi thiền cho nhiều. Khi mà nó chuyển biến một cách thần tốc, danh từ của Thủ Lăng Nghiêm nghĩa là nó quá nhanh, tới quý vị thấy là nó đứng lặng bất biến. Thành ra Đại Thừa nó không có cái gì mà bất biến, không có cái gì mà đứng lặng hết. Nhưng mà khi chuyển biến quá nhanh thấy nó bất biến. Bất biến có nghĩa là chuyển biến quá nhanh. Cái đó là cái lối nhìn của Đại Thừa. Còn bên Tiểu Thừa chuyển biến quá nhanh là bất biến. Thì sao chúng ta đi qua cái đó chúng ta mới hiểu, thấy không? Thành ra tôi khuyên quý vị cố gắng giữ tám giới. Cái đầu tóc còn cũng được. Bởi vì cái thọ giới không phải là cái thọ, mà là cái trì. Thọ trì năm giới. Thọ là nhận chịu ngay bây giờ tại đây do ông sư truyền mình đọc lại. Con xin hứa là con thọ, tức là con nhận cái lời sư giảng, lời của Đức Phật Trùng Tiên, do sư Trùng Tiên con nhận. Nhưng mà về con không có giữ thì không có trì. Có người ta không thọ mà người ta trì. Nhưng ngoài ngoại đạo có nhiều người, người ta giữ giới rất kỹ, người ta không hề trang điểm, không hề xe xúa chứng diện. Người ta không có coi truyền hình, người ta không có, truyền hình là những cái ích lợi đó về Phật Pháp. Còn cái chuyện đá banh quốc tế hay chuyện phim đỏ, phim đen gì họ không bao giờ có coi thôi. Có người người ta không có thọ giới mà người ta không ngồi ghế cao, không gài xài sa lông, người ta sống rất là đơn giản. Cái đó là cái quan trọng. Còn có vừa thọ vừa giữ thì nó có cái đức tin, mình dễ giữ hơn. Còn nếu không thọ mà giữ thì những người này cái căn cơ rất là cao. Thành ra cái thọ trì, cái trì là quan trọng. Còn người sơ cơ phải vừa thọ vừa trì. Còn thọ không mà không trì là cái dối, dối gạt.
nhận trước ông sư ở đây rồi về cái phá giới. Cũng như các ông vậy đó, ông mới thọ giới đây cái về hai ba bữa là nhậu rồi, rồi vô sám hối. Ông sám hối với ông, sao ông sám hối với tôi? Với tôi là mai mốt ông làm nữa. Ông tự hứa với lòng mình từ nay nhất định là mình phải thắng mình. Mà thắng được hay không, tôi bảo đảm là không thắng được. Khi nào mình mới thắng được? Vì quý vị phải ranh giới lực. Khi nào quý vị thắng được là quý vị phải thọ tám giới và niệm Phật tới khỏi cần niệm, vẫn có tiếng niệm Phật. Bây giờ quý vị thắng được. Chứ giờ có người hỏi, giờ con làm sao thắng sư? Cái đó ông hỏi ông chứ hỏi tôi. Ông phải cố gắng giữ tám giới. Niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật khỏi đếm chưa thắng được đâu. Cái tâm tạp niệm mà làm sao thắng được? Muốn thắng được là phải cái tâm nhất niệm. Nhất niệm là nó đầy trong linh hồn A Lại Gia, từ ở trong linh hồn nó phát ra cái thức thứ 8 niệm Phật. Còn thức thứ 6 nó tống trở vô, thức thứ 8 hồn nhiên nó tràn ra. Cái hồn nhiên đó là trơn, vọng, hòa hợp. Còn tư tưởng tống vô là hoàn toàn vọng. Học di thức rất rõ ràng. Mà chân vọng hòa hợp thì tức là nửa chân nửa vọng rồi, còn cái gì nữa? Còn nếu niệm bằng tư tưởng không là hoàn toàn vọng. Mà tư tưởng khi nó tống vô A Lại Da nó đầy rồi, A Lại Da tràn ra, đây là chân vọng hòa hợp. Giữa thức thứ 8 và giữa thức thứ 6, hai cái nó giao lưu với nhau, thì người này kêu là nhất niệm. Tất cả những cái khó khăn của cuộc đời người này có thể ý chí mạnh lướt qua được hết. Chứ hỏi tôi làm sao mà con thắng được cuộc đời sư? Cuộc đời bây giờ nó khó khăn khổ sở vô cùng. Sư không biết cuộc đời bây giờ nó đầy dẫy những cái là tàn ác đê tiện, vật chất tiền bạc bây giờ lên ngút trời, làm sao con thắng được? Quý vị thường thường lại hỏi tôi, hỏi người ta. Tôi nói cô hỏi cô mới phải chứ. Cô té rồi cô ngồi dậy không? Hay là cô nằm dạ? Rồi cô hỏi tôi bây giờ con té làm sao con ngồi dậy? Sư chỉ cách cho con ngồi dậy. Trời ơi, hỏi câu gì kỳ cục vậy? Thì cắn răng chống tay đứng dậy. Con té 100 lần, con ngồi dậy 101 lần được không? Không được. Hồi sáng tôi có hỏi cô vô, ông nói con được, nhưng mà cho con nhũng nhẽo một chút. Chứ mà biểu con cứng rắn là không được. Cho con cũng là có người nương tựa một chút, khen khen con rồi con mới đứng dậy nó dễ dàng. Đúng vậy đó, vị Phật tử phải vậy đó. Mà hãy tôi chê một cái nữa là thôi không đứng dậy là con nằm dạ luôn à. Con cố gắng là sư phải khen, chứ còn sư chê nữa thì tôi chết rồi. Tôi cái dở của tôi chỗ đó, tôi nói thiệt. Tôi mà hãy thấy dở là tôi đây tôi chê, mà thấy giỏi rồi tôi khen. Mà khen rủi gì thích, mà chê rủi gì nghĩ, không chịu, bỏ cuộc luôn. Con là ở ngoài cực khổ ráng, con cố gắng ngồi dậy thì cô cũng phải khen khen cho con nở cái mặt một chút. Kỳ sau con ngồi dậy được nữa thì thôi giờ chúng ta trở lại. Thì quý vị cố gắng làm sao tập giữ tám giới. Tôi thấy ở đây đa số giữ tám giới được rất nhiều. Tôi thấy quý vị sống rất đơn giản, mà quý vị không hay rằng cái tám giới đó là ở cái trì chứ không phải ở cái thọ. Nhưng mà sơ cơ có thọ thì trì mới dễ. Quý vị không ngồi ghế cao, nằm giường rộng chiếu lớn xinh đẹp, quý vị đâu có nằm ghềm tốt, đâu có ngồi ghế xích đu, không có võng mà cà lắc gì đâu. Thì cái đó là cái giới đó được thôi. Chỉ có ông vua là giữ giới này không được, phải ngồi cái ngai vàng. Còn quý vị ngồi cái ghế bốn tấc ở nhà nó còn êm nữa à, thì giới thứ 6 giữ được. Rồi không nghe xem hát múa đường kèn, quý vị nghe theo học đạo thôi. Đừng có nghe đó banh quốc tế, đừng có nghe mà phim gì đó đen đỏ gì đó, có không biết tôi nghe nói phim gì đó, phim chợ đen chợ đỏ gì đó. Thì đừng có coi chuyện đời thôi. Ai đâm chém ai cái gì đó, ông tổng thống nào lên rồi nước nào gì đánh lộn nhau gì đó, thôi bỏ qua đi, cái đó đâu ăn thua gì. Miễn mình đừng đánh lộn với mình thôi. Còn ngoài ai đánh sao đánh mặc kệ đó. Thì cái giới thứ 7 nào quý vị giữ cũng dễ thôi. Khỏi coi truyền hình gì, cái coi ba mấy đĩa đó được rồi. Mà khỏi cần đĩa, tôi thiết ở đây quý vị có một cái đĩa rất lớn. Quý vị làm còn không được, giờ mở cái đĩa của mình ra mình nghe.
trong đó nó tùm lum, nó cả tới vũ trụ, chứ không thành thế giới nữa. Trong con người quý vị là cả một cái vũ trụ, chút nữa chúng ta đi vào con người mình. Tôi nói nữa quý vị hiểu. Rồi giới thứ 8 là không trang điểm. Trời ơi, tóc thì nó già thì nó phải bạc chứ gì mà phải nhuộm chi nữa. Rồi không ấy nữa rồi, thôi mình già rồi, người nào nấy cũng 50-60 tuổi rồi, thôi cạo cho nó trọc luôn cho nó khỏe, nó mát. Bây giờ tôi nhớ tới cô Bửu á, cổ là cái đầu là bạc trắng rồi mà bà không, cổ không có nhuộm cái hay gì đâu mà không chịu cạo, cứ để vậy hoài. Thì tôi nói vậy đa số quý vị, cổ thì cổ không giận tôi biết tôi nói nhiều này cổ ấy là có nhiều người giận á, thành ra tôi không dám đụng tới nữa. Chứ tôi là tôi thấy là tôi nói à, cái tánh tôi vậy đó, lớn tuổi rồi. Theo trong luật chân lý sư trưởng là 48 tuổi là con cái không nuôi phải vô chùa thôi. Mà ở Việt Nam này không mới có, ở Thái Lan đó. Tất cả những người lớn tuổi 48 tuổi là vào chùa hết đó, cho việc nhà, cho con cái. Còn con cái 18 tuổi là cha mẹ không nuôi nữa, nuôi là có lỗi với chân lý. Cha mẹ 48 tuổi là con cái không nuôi nữa, nuôi là có lỗi với chân lý. Xứ người ta là xứ của Phật giáo mà, quốc giáo. Thì quý vị làm sao cố gắng, tôi thấy dù quý vị cố gắng giữ tám giới mà đừng có để tôi gặp nha, tôi gặp là tôi nói thánh tôi phải thông cảm thương cho tôi không ghét quý vị đâu, nhưng mà tôi muốn quý vị làm sao về cực lạc của A Di Đà. Nếu mà tôi về đó không có là tôi nói thiệt, tôi về đây tôi nhận nước à, tôi nói trước có cái gì rồi A Di Đà thì chỉ có niệm Phật, cố gắng rồi nhất niệm phát nguyện có nhiêu đó tôi. 1.000 người, 1.000 người giáng sanh, 1.000 người thành Như Lai. Nếu mà sai là Phật Thích Ca phải chịu tội. Nhưng nó dễ dàng, chỉ có nhất niệm, rồi phát nguyện, có nhiêu đó thôi. Còn tạp niệm thì sao? Còn bác hộ niệm chứ. Nhưng mà đừng có nương vào bác hộ niệm, rủi không có rồi làm sao? Phải nương vào mình. Nhất niệm là bác hộ niệm cũng được, cao hơn mà không bác hộ niệm vẫn giáng sanh như thường. Còn tạp niệm phải nhờ ban hội niệm á, rủi ro mà đang lúc mà hít vô không thở ra, nó nhớ tới chuyện rồi làm ác rồi còn ngoài đời đó, thì bởi vì nó là cái nghiệp lẻ tẻ, nó mới hiện lúc nào nó hiện. Có ban hội niệm thì cứ nhắc hoài, rồi bà có niệm Phật, cô có niệm Phật, ông có niệm Phật không, không cho mê, vừa mê là kêu rồi. Mình qua mở mắt ngồi cho đàng hoàng. Đó thì không thể nghĩ chuyện khác được. Thành ra cái ban hội niệm rất là quan trọng. Nhất là 50-70 người thì cả 1.000 chư thiên, một giới là 36 chư thiên ủng hộ rồi. Thì cái định lực họ làm cho mình không mê được. Nhưng mà rủi không ban hội niệm rồi sao? Có nhiều tỉnh, có nhiều chùa, có người quê là bên, nhất là bên Âu Châu không có ban hội niệm. Có nhiều cái tiểu bang không có một cái chùa nữa. Tôi nghe Phật tử nói rồi chừng đó chết làm sao. Tôi năn nỉ tôi về Việt Nam ở đi cô ơi. Việt Nam thì vật chất ít, nó con gì đây đói làm sao. Tôi nói không đói đâu. Nếu cô sống đơn giản tôi bảo đảm cô một số tiền ít thì sống được rồi. Mà sao tôi nghe giật mình nha. Cái cô dĩ Vĩnh Châu nó một ngày có ngày xài tới 50-60 đô. Tôi nói trời ơi sao xài cái gì dữ vậy, không biết có ăn xài sao. Tôi nói Việt Nam thì một tháng này là 300-400 ngàn đủ sống rồi, gì có cái ăn không chứ có cái gì, trừ ra trường hợp bệnh thì tôi không nói. Ăn thì ăn đơn giản, ăn đồ chay, mặc thì 2-3 bộ đồ thôi. Theo trong đạo Phật sư trưởng thì người nữ 3 bộ, người nam 2 bộ đủ rồi. Ở thì dưới gốc cây liều lá đơn sơ thôi, thì ăn mặc ở có 3 cái, ở bệnh thì không nói. Bệnh thì bây giờ cũng có nhà thương, có người hộ, không có nữa thì chết, không gì đâu. Cái đó dễ dàng thôi. Cái chết không quan trọng nếu là người Phật tử. Mà sau khi chết cái linh hồn siêu hay đọa, cái này là cái chánh. Bây giờ mình siêu rồi chết làm sao đọa được, không có vấn đề đó. Tôi biết đường đi rồi, ngay bây giờ còn sống mà tôi còn biết đường đi rồi, không lẽ chết tôi không biết đường đi sao. Tôi là người Phật tử mà tôi chung vô trong bụng con trâu con bò hay là vô trong nhà nhậu nhẹt, đâu có cái vụ đó được. Ngay bây giờ mà tôi mê thì chết là một vấn đề đau khổ. Cái gì phải hiểu chỗ đó. Thôi bây giờ chúng ta đi vào bài kinh 66, quý vị lấy ra coi ha. Hôm nay tôi giảng rồi quý vị
Nếu tôi không có nhà thì quý vị cố gắng nghiên cứu câu số 1. Câu số 1 là câu khó nhất mà tôi đang giảng bây giờ. Rồi quý vị làm bài, quý vị học cho thuộc. Rồi lên không có mang bủ bối, quý vị nhờ bạn hay những người nào giỏi đó sửa cho nó đúng. Và quý vị học thuộc lòng cái đó rồi lên đây quý vị trả. Khó à, cái trả mà thuộc lòng là khó. Mà cũng không khó, quý vị làm. Rồi nó đầy linh hồn quý vị rồi thì nó tràn ra hết nữa. Quý vị khỏi khỏi trả nữa, nó tràn ra rồi quý vị theo tư tưởng theo đó quý vị đọc lại thôi. Thì cái này là quý vị chết nó đi theo quý vị luôn. Rồi chừng đó nó muốn đầu thai đâu thì nó hiện ra quý vị biết con đường giảng sanh. Thì 100 người hết 100 người giảng sanh. Thành ra tôi gạt quý vị từ từ đó để rồi quý vị chịu. Thì quý vị giảng sanh hết cả cái pháp hội này. Đó là một điều tôi mong ước từ xưa giờ. Thì hôm nay tôi thấy có thể thực hiện được. Nhất là trà dinh này. Tôi đi các nơi tôi thất bại rồi. Tôi lại tin tưởng ở Tăng Ni là người xuất gia. Thì rảnh nhất. Mà không ngờ mấy sư cô nói là tôi chơi chán giảng luôn. Nó mấy sư cô giờ còn bận hơn tụi con nữa. Đó là một sự thật. Như đây tôi thấy Phật tử rất là rỗi rảnh. Mặc dầu là cuộc sống hơi nghèo. Mà đây tôi đâu có đòi tiền gì đâu. Quý vị vô nghe pháp chứ tôi đâu có biểu cúng cái gì đâu. Tôi làm cái gì là tôi không dám xin. Như trai tăng là quý vị không hỏi là tôi không có xin rồi hỏi. Thì bây giờ mới coi quý sư có thiếu thốn cái gì. Đến đây nghe pháp tôi đâu có đòi hỏi gì đâu. Nghe pháp mà về có ăn uống là tôi không có tổ chức. Đây là không có tổ chức ăn uống gì hết đó. Ăn cái pháp lý là đủ rồi. Đến đi tôi cũng không xin cái gì. Mà tôi xin cái trả bài. Thì quý vị nên nhớ là năm điều ác phải là không làm, năm điều thiện phải làm. Hai cái đó dễ thôi, nhưng mà cái tiến trình năm uẩn là khó nhất ạ. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì đây chúng ta bắt đầu đi vào cái tiến trình đó, để rồi người nào cũng phải thuộc lòng. Và sau khi trả cho tôi là tôi hỏi tới ạ. Hỏi tới mà không phải hỏi dễ, tôi dí nữa à. Ê, tôi nghe trả lời, tôi biết cái chỗ nào hớ là tôi hỏi tới đó. Rồi trả lời được, tôi dí vô sâu nữa. Chừng nào đụng tới A-la-hán thì thôi, còn chưa nữa là tôi đi vào sâu nữa. Nghe, thì quý vị cố gắng, thì cái câu hỏi thứ nhất đó là khó nhất. Được câu hỏi thứ nhất là quý vị đắc quả thánh thứ nhất là nhập lưu đó. Rồi mấy câu hỏi thứ sau là nhất giảng lai, bất lai A-la-hán thôi. Mà nhập lưu là khó nhất. Quả dự lưu tối thắng mà. Thì cái bản ở trên ở tựa đề đó là hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Mà có một Phật tử đó lý lắc thì đây tôi nói luôn, nó nói là hát thống lãnh cõi đất, sanh lên cõi trời, anh chủ trì võ trụ, quả dự lưu tối thắng. Đó là cô Lộc Ngọc ở trường rồi ở cái bài vườn Lộc Biển, cô lý lắc tới vậy đó. Mà có cổ thì cái bài cái buổi pháp hội nó sinh động. Tôi không ngờ tôi viết vậy mà có đọc như vậy. Vậy chứ hơn đó thì nó xong hát ơ anh nợ thì ba cái rồi có đọc hát là thống lãnh cõi đất, ơ là được sanh cõi trời, anh là chủ trì võ trụ. Lý ác mà sự thật nếu đọc là phải đọc như vậy. Còn lại đây mấy cái bài này trả là cổ sửa trời. Mà sửa rất hay. Nghĩa là nếu ai quán 36 pháp là của ta, tự ngã của ta thì tập khởi thân kiến. Và nếu ai quán 36 pháp là không ta, không của ta thì có đã lập tới hai lần. Còn nó ngược lại thì là đoạn diệt thân kiến. Thì nó còn một cái quá còn, còn ở dưới còn mấy cái nữa. Nếu ai quán các pháp lạc thọ là hoan hỷ tán thán trú ở trước thì tham tùy miên sẽ tùy tăng. Giờ ai quán các pháp mà không hoan hỷ tán thán thì lặp lại nữa ngược lại. Thì nó rất hay, nó có những cái hay. Hay là con người có sáng tạo. Nhưng mà tiếc là hay quá rồi có giảng sanh về Tây Phương trước mình. Mình ở đây còn ở Đông Phương. Có dông tuốt về Tây Phương. Thì thôi, bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào bài giảng. Thì quý vị đem cái bài kinh 66 này ra heo. Thì tôi nói vào phần thứ hai.
trình bày bài kinh 66, tức là 36 pháp. Thì ở đây quý vị nhớ là 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý căn. Thì cái ý căn đó theo bên Nam Tông đó, thì đó là cái ốc. Còn bên Bắc Tông về duy thức đó thì không chấp nhận là cái ốc. Bởi duy thức không chấp nhận bốn đường ác. Tại sao vậy? Bởi vì bốn đường ác không thể thành Phật. Bốn đường ác thật là lâu, cả trăm ngàn kiếp thì nó mới có nghiệp. Thành ra sáu căn, sáu trần, sáu thức nó thuộc vào bốn đường ác. Quý vị coi ha. Thì sáu căn đó, thì nếu mà nói qua khoa học cho mấy nhà khoa học hiểu đó, chứ mình nói căn đó là mấy ông bác sĩ, mấy ông kỹ sư chả biết cái gì căn là cái gì. Căn cái gốc của nó là cái rễ cây. Cái rễ thì nó mới ăn trần, trần là bụi bặm. Thì Phật giáo dùng rất rõ, nhưng khoa học nó danh từ nó đổi. Căn đó là sinh lý. Sinh là sống, lý là cái lẽ sống. Cũng như mắt, tai, mũi, lưỡi mình nó có sự sống, nhưng mà chưa có cái biết. Đó, rồi trần thì đây là bụi bặm. Thì do đất bụi bặm nó kết lại thành một cái sự vật thì kêu là trần. Thì ở bên khoa học nó kêu là vật lý, là cái lẽ lật vật, nghĩa là không có cái sống, cái vẻ cô động của sự vật. Sự vật cô động chẳng hạn như là đất đá, nón mũ giày dép là cái sự vật vật lý không có sự sống mà không có cái biết nữa. Thì bên nào cũng có cái hết trơn, mà như giày dép, bàn ghế, mũ ca là cái gì? Là trần, là bụi bẩm. Ba mới khoa học đạo Phật được kêu là khoa học thì kêu là điện tử âm, điện tử dương. Còn bên đạo Phật thì kêu là chủng tử thiện, chủng tử ác. Thì cũng vậy thôi. Chủng tử thiện đó là điện tử dương, chủng tử ác đó là điện tử âm. Nó thành ra mình nếu mà không đổi qua thì mấy nhà bác học không biết, học sinh nó không hiểu. Mà quý vị theo học Phật học thì quý vị hiểu. Thành ra tôi giảng hết hai cái, tôi coi tùm lum hết. Tới mà Lão Tử, Khổng Tử gì, Trang Tử, rồi tới cả khoa học, bây giờ tới qua tới cái vấn đề mà sinh lý của các nhà bác học luôn. Thì bác sĩ Giao mới đem mấy cái hình xuống cho tôi, rồi tôi mới tìm hiểu cái tiểu não, đại não. Tôi thấy rất là hay, nó ăn qua với kinh dịch, ăn qua với binh tiếng. Thì cái đó phải có thì giờ rảnh à. Tôi thì rảnh nhất trong này, tôi là ông tiên nho nhỏ mà. Tôi hồi sức giao giờ tôi không có làm gì hết trơn. Tôi chỉ coi kinh ngồi thiền thôi. Thành ra nhiều hòa thượng không thích tôi, rầy hoài, không làm cái gì hết. Có hòa thượng Bình không làm cái này, người ta làm cái khác. Người ta không có làm công quả, người ta hỏi, người ta đi bác, người ta giảng pháp. Mà chính Đức Phật cũng nói các con sau này, sư trưởng cũng nhắc hoài, các con chỉ còn có pháp lý thôi. Pháp lý là thầy của chư Phật, thầy của tất cả chúng sanh. Người xuất gia là còn có cái pháp thôi. Muốn làm Phật cũng phải pháp, muốn ông trời cũng phải đi xin ăn, muốn làm chuyển luân thánh vương cũng phải đi xin ăn. Cái nghề xin ăn là cái nghề cao thượng hơn tất cả các nghề nghiệp khác. Nghề nghiệp nào cũng mang nghiệp, chỉ có sinh ăn là mang nghiệp tất cả chúng sanh. Đem cho tính chủ phước thanh tịnh mà xin lấy cho mình nghiệp khó khăn. Cái câu này là mấy sư cô xuất gia sợ chết mồ luôn, không dám. Bệnh hoài, nếu đọc câu này là tôi con bệnh hoài, bây giờ sửa lại. Đem cho tính chủ phước thanh tịnh, giải thoát cho mình nghiệp khó khăn. Thì vậy tôi chắc chắn cười. Vậy tu làm cái gì? Tu mà muốn sung sướng, muốn giải thoát. Muốn giải thoát là phải chịu tất cả khổ đau của tất cả chúng sanh thì mới giải thoát được. Thành ra nếu mà không hiểu cái đó là không hiểu đạo Phật. Một bà lão già lại hỏi Triệu Châu, cái thân thận đàn bà của con là thuộc về ngũ trược. Đức Phật cũng nói vậy, mà Khổng Tử cũng nói vậy.
thanh đàn bà là không được làm ma của vua, vua của ma quỷ, không làm được vua của người trời, không làm được vua của người, không làm được vua của trời, không làm được chuyển lưng thánh vương, không làm được Phật. Cái thân người nữ là khổ sở vô cùng. Ngài chỉ cho con một câu tu, cách tu để con chuyển cái nghiệp đàn bà này thành người đàn ông. Thì Chư Trâu nói một câu thì chúng ta thấy khó hiểu, nhưng mà đạo Phật là phải vậy. Bà hãy nguyện như thế này: xin cho tất cả mọi chúng sanh, từ trâu bò heo chó, người nữ đều chuyển thành người nam, chỉ một một mình mụ già này đời đời kiếp kiếp làm thân người nữ. Tôi nói tôi coi tôi không hiểu cái gì hết, nhưng bây giờ tôi hiểu, chỉ có vậy mới là chuyển thân được. Mình sợ thân người nữ, thân người nữ mà có gì đâu mà phải sợ. Sợ nhất là cái tâm người nữ, chứ không phải sợ cái thân. Cái chỗ đó là cái chỗ khó nhất mà Phật tử phải nắm. Thân người nữ thì nó nhiều khó khăn rồi đó, nhưng mà cái tâm mình vượt khó khăn rồi sao? Thân người nữ mà tâm là trượng phu. Có nhiều người thân người nam mà cái tâm đàn bà, thì cái này mới đáng sợ. Tôi thấy đây có nhiều người nữ mà người ta rất là ý chí rất mạnh, còn nhiều người nam mà quá nhút nhát, quá rụt rè. Thì nó, tôi thường đọc cái câu nam nhi chi trí mà thua nữ nhi chi rận là chỗ đó. Người nữ người ta khổ sở mà ta ráng tu được. Thành ra Đức Phật thường tán thán những sư cô nào mà đắc thánh quả, người cư sĩ nào mà đắc thánh quả. Chúng ta thấy Mạc Lợi Phu Nhân làm vua mà đắc quả bất lai, bà hoàng hậu. Bà Tỳ Xá Khư là người hộ pháp nhất cho cái giáo hội, đắc quả bất lai, một thánh thứ ba. Cái đó là những người đáng tán thán. Rồi xuất gia như vậy mà đắc quả thì dễ thôi, nhưng mà xuất gia lại có đắc quả vì muốn làm Phật sự, muốn độ chúng sanh. Hôm qua tôi gặp cái cô vợ Úc như vậy, có làm bù đầu, làm ở ngoài đâu Úc đâu mà trưa không được đồ cơm nữa, nghỉ có nửa tiếng đồ cơm mà làm luôn tới 4 giờ chiều. Tôi hỏi cô làm chi dữ vậy? Làm để đem về giúp cho cha mẹ, giúp cho Phật tử ở Việt Nam. Người Việt Nam khổ quá sư ơi. Tôi nói sao cô không giúp cho cô? Cô nói con làm sao? Cô bắt chước như Quan Thế Âm. Mà cô nói cô như Quan Thế Âm chưa? Cô là thầy giáo chưa mà cô muốn là dạy học trò. Học trò mà dạy, học trò mà dạy có mốc gì? Cô làm hư hết trơn. Cô phải qua thầy giáo có phương pháp sư phạm thì cô mới dạy được. Tầng này dạy học trò nó sướng hết, cô đâu có biết phương pháp dạy bậy dạy bạ. Lớp 3, lớp 4 mà muốn dạy lớp mẫu giáo, lớp 1 thì chết rồi. Rồi cô cũng không đắc quả nữa, bị cô lo dạy, cô tự cáo. Cô tưởng là mình được rồi. Mà học trò lớp 3 mà được cái gì chậm con đường tiến hóa, cô phải đo học cho tới thầy giáo, tới đắc quả như là Quan Thế Âm. Cô đừng có bắt chước Quan Thế Âm, cô đâu phải là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm người ta thần thông quảng đại, người ta làm cái gì người ta không có dính mắc. Cô dính mắc tùm lum. Cô lo cha mẹ tôi đồng ý, vì cha mẹ là người thông thường đừng gần cô nhất. Còn chúng sanh là cô lo làm sao cho nổi. Trời ơi, cái nước Việt Nam này mình mà cô lo cho mọi người được có ăn mặc mà chưa chắc là cô lo vật chất là đúng đó. Không kéo là cô hại người ta nữa. Người ta lợi dụng cái đó, người ta ý lại, người ta không làm. Bởi như có cái ông gì ở bên Mỹ cũng vậy, ông than đó. Ông qua bển ông làm một ngày đó gần 20 tiếng đồng hồ, ngủ có một đêm có 3-4 tiếng, chi vậy? Cũng như cô đó đem về độ cha mẹ và bà con lối xóm. Việt Nam nghèo quá. Rồi cuối cùng ông thấy là cha mẹ cứ gửi qua xin tiền hoài, tưởng đâu con mình nó kiếm tiền dễ. Nhưng mà ông làm ở bển rồi ngoài 8 tiếng ông làm thêm nữa, có khi 12 tiếng, có khi gần 20 tiếng, con mắt chẳng giờ hết. Mà cha mẹ ở đây đâu có biết. Thấy con giỡn tiền tưởng đâu dễ kiếm. Mẹ đi đánh bài tứ sắc, cha đi nhậu với đá gà, bao nhiêu tiền bạc gửi về văng hết, cứ xin hoài hoài. Ông lâu lâu mới về lần, mẹ về cho hay thì ông bà chuẩn bị hết về đâu có biết gì đâu. Bữa đó ông nghe đồn sao ông tức.
Ông cho hay, tự nhiên ông đáp máy bay xuống Việt Nam, ông về tới nhà, nhà trống trơn. Ông vừa hỏi đứa em ông, ba đâu? Nó ba đi đá gà với nhậu ở trên lối xóm chợ nó. Mẹ đâu? Mẹ đi đánh bài tứ sắc. Ông nói thôi chết cha, mình làm chết mồ chết tổ tâm teo như vậy mà về như vậy làm sao lo cho nổi. Ông trở ra đi máy bay về Mỹ luôn. Từ đó là không viết thơ, không gửi tiền gì hết, dứt luôn tình cha mẹ con, dứt luôn. Mà tự tao tức làm sao nổi. Một thời gian sau thì cha mẹ bán nhà bán cửa thứ mà bài bạc mà làm sao có tiền được. Rồi sau này nó mấy đứa em nó mới kìm điện của ông cúp luôn. Rồi nó cực khổ nó mới tìm lên mạng, nó hỏi là cho điện qua cho anh ơi anh về chứ anh để gì cha mẹ chết hết, tài sản nhà cửa anh gửi qua bán hết rồi, bây giờ ở trong cái nhà rách rưới đó, bệnh hoạn không có thuốc men gì hết. Rồi ông mới về đó, thì chúng ta thấy cuộc đời vậy đó. Ông mới khuyên vợ hai ông bà, ông nói bây giờ nếu vậy thì con giúp đỡ thì ba mẹ phải vô thọ bát quan trai, phải đi niệm Phật. Rồi thì hai ông bà bắt đầu mới bắt đầu tu. Là cuộc đời chúng ta phải hiểu, chúng ta giúp người khác mà không có trí tuệ vô cùng hại người ta. Bây giờ cha mẹ cũng vậy, nhiều khi thương con mà hại con. Thương chứ không phải là ghét. Thương con là thấy đến tuổi trưởng thành là muốn lập gia đình cho nó, không chịu cho nó học giỏi giáo pháp, không chịu cho nó tu. Mà nếu nó lập gia đình là nó sướng không? Bây giờ 10 chú trai rồi, hết 8 chú trú nhậu rồi. Rồi đây mà nó vô gia đình có hai ba đứa con làm sao nuôi nổi? 4 5 đứa nữa rồi lo ăn, lo mặc, lo tiền học, lo tiền bệnh hoạn, lo đủ thứ hết trơn rồi, phải xã giao bên ngoài nữa. Rồi bây giờ là xài ra thì có mà kiếm vô làm sao kiếm? Thất nghiệp lên khên. Mà cha mẹ cũng cũng là tốt, đâu phải là ghét con, thương nó. Thì người nữ thì cái tuổi trưởng thành đó thì chừng là 17, 18 cho tới ba mấy là bắt đầu hết rồi. Thì trong thơ có câu đó, gái kia quá lứa đã già, con tầm rút ruột thì là nhõng con. Qua cái tuổi xuân sắc rồi, già khú rồi, chừng đó làm sao lập gia đình. Mà không lập gia đình là ở gì, một mình không được sống, có chết đâu. Lập gia đình là khổ. Khổ rồi cha mẹ có chịu không? Như tôi đó thì cha mẹ cũng bắt lập gia đình, mà tôi nhất định không là không. Thì ông thân tôi kết luận là con bất hiếu. Nhưng mà ông nói gì nói, mình cái tâm mình không bất hiếu thì thôi. Rồi tới khi mà tiếp thu một cái rồi anh em chạy ngoài quốc hết. Đi ở theo quốc gia thì phải làm sĩ quan đó chứ đâu sao giờ. Thì ai ở đâu cũng phải chịu cái đó. Mà tôi có làm cái gì đâu, tôi không có sợ gì hết. Dòng chế độ nào thì cũng vậy đó. Người tu là nếu mà giữ giới có đạo Phật là chế độ nào mình cũng sống, có làm cái gì ác đâu mà sợ. Không tiền, không bạc, không nhà, không cửa, không vợ, không con, vô tịch thu tới cái gì giờ. Có lấy cái bình bát của tôi thôi, thì tôi đi xin cái ở khác. Tôi đêm mà không có ấy, ngủ với gốc cây, không thôi che cái tôi tum tạm tạm chung vô đó. Ăn mặc ở thì giải quyết hết rồi. Cuộc đời chỉ có vấn đề ăn mặc ở bệnh là vấn đề độc đáo nhất. Sanh luân hồi, sanh tử cũng từ đó, người giải thoát cũng từ đó. Trời Phật Thích Ca ngồi khôn vô cùng. Làm vua đó là tiền hô hậu ủng. Mà đêm ngủ thì phải đóng cửa, phải có gạt được co, đi đâu là phải có vệ sĩ. Còn như tôi giờ vệ sĩ làm cái gì? Ai mà bắt tôi làm cái gì? Mà giết tôi thì còn khỏe nữa, giải thoát sớm. Nếu quý vị thấy là đừng có tưởng Thái Sĩ Đạt Đa là ngu. Con người đó là con người khôn nhất ở thế giới vũ trụ, đời đời kiếp kiếp về sau thì cái con người khất sĩ vẫn là con người khôn nhất. Bỏ tất cả để được tất cả. Được tất cả có nghĩa là không được gì hết. Là phải coi chừng cái đó. Chứ đừng có bỏ, bây giờ bỏ hết rồi, bây giờ tưởng được tất cả, bây giờ có được có mất gì đâu. Thì được cái đấy không? Cái không của đạo Phật khó hiểu lắm. Như tôi bây giờ bỏ tất cả tôi được tất cả. Tôi có cắt bạc gì đâu, có cái gì ở trong tịnh xá này quý báu đâu. Nhưng mà của quý vị là của tôi đó. Nếu mà tôi đúng giới luật, tôi xin người nào cũng cho hết trơn. Mà không chừng là năn nỉ cho. Tôi chết tôi gì đâu có cho chết.
chứ đâu ai giảng dạy cho mình. Thì giáo pháp đầy mình tôi nhờ nói sao tôi sống vậy. Thì Đức Phật hồi xưa cũng vậy, Ngài nói cái gì không phải Đức Phật giảng pháp hay mà mình tôn kính Ngài đâu. Tôi giảng pháp hay quý vị không phải tôn kính tôi, mà tôn kính ở cái cuộc sống của tôi. Cái thân giáo là cái quan trọng nhất, quý vị phải hiểu chỗ đó. Mà thân giáo là phải hiểu giáo pháp cho rõ ràng. Mà muốn hiểu giáo pháp thì phải thiền định cho sâu sắc. Thiền định sâu sắc thì sống cuộc sống không còn dính mắc nữa. Cái này là đáng kính nhất ở trên đời. Thành ra tôi năn nỉ quý vị nghe pháp thôi, phải kiếm chỗ thiền định. Thiền định quý vị chung vô trong cái nhà, rồi mở quạt máy, mở máy điều hòa. Ông nội tôi không có tâm, không có thanh tịnh được đâu. Quý vị ngồi rồi quý vị để ý có phải không? Quý vị ra ngoài Palma, nghĩa địa, ra ngoài biển, bờ kè, chỗ rộng rãi mênh mông, dồn bên kia không thấu trời đất. Thì quý vị sẽ thấy tâm mình nó mở rộng ra. Thân, tâm và hoàn cảnh. Thì cái tâm nó ảnh hưởng tới hoàn cảnh. Rồi cái thân nó ảnh hưởng tới giới luật. Thì quý vị giữ tám giới là trung đạo. Năm giới thì còn duyên về vật chất, còn ở cái đoàn thực nặng quá. Tám giới là qua xúc thực. Cái kia là cấm tà dâm, cái này là dâm dục. Tám giới là không có gia đình nữa, là trượng phu. Không còn năm căn nữ căn nữa, là đứng trượng phu. Thì nó khỏe quá rồi. Nếu vợ chồng coi như đôi bạn thôi. Được quý vị thiền định thì ít nhất là đếm từ 1 tới 10, để mà khỏi đếm là năm giới thôi. Còn tám giới thì quý vị đi vào, khỏi cần niệm Phật vẫn có tiếng. Cái tâm giữ giới nhiều rồi ngồi xuống nó đâu có bận cái gì nữa. Thì niệm 100 câu thì vô đó hết 90 câu. Mà vô đó rồi thì nó đầy máu, nó tràn cái gì. Tôi hồi xưa tu tiên mà tôi qua niệm Phật, nó có mấy tuần lễ là tôi nhất niệm rồi. Nhất niệm cái kia qua, nhất niệm này cái một cái gì. Nhất niệm thì cái nào cũng nhất niệm, cái tâm mình đã vậy rồi. Thành ra những người như là cô tôi, cô học cái bài kinh 66 đến nay không biết sao mà cô không thuộc. Còn cái tâm mình thanh tịnh như con Nam Chi vậy đó, nó đợi đây nữa đâu có coi. Tôi nói bữa nay trả bài nha, nó mới giật cái tờ giấy của sư phụ, nó coi qua 2-3 lần tôi kêu phải trả được liền. Có 50 phút à. Cái đó là do cái tâm mình thanh tịnh. Hãy còn dính mắc là không làm cái gì, đem mà dở mà quý nhớ rồi đi học, quý vị ra ngoài chợ bán cá rồi thịt rồi quý vị học cả ngày mà thuộc tôi chịu thua. Còn quý vị vô mấy cái chùa miên ở chỗ Tha Ma nghĩa địa, quý vị mà học chừng 5 phút là thuộc rồi. Thành hồi học sinh là cái tuổi là thơ ngây nhất, là không có bận tâm gì hết. Cuộc đời chưa có vấn đề. Rồi bây giờ quý vị ra tranh đấu nào ăn nào mặc nào ở nào bệnh nào cha nào mẹ rồi còn nào chồng nào con nữa thì chết luôn. Thành ra sống đời sống độc thân là sướng nhất. Có người nói độc thân là về già sao xứ, không có có chồng con gì hết, chưa chắc là có con mà con nó nuôi mình đó. Có người tới 9-10 đứa con mà rồi chết không có ai nuôi hết. Cái đó là cái phước báo của mỗi người. Mà nuôi không nuôi thì mình chết. Cái chết là ai không chết. Không chết già thì chết trẻ. Nhưng mà cái siêu hay đọa mới là vấn đề chánh. Thành ra tôi muốn nói quý vị là phải nắm cái tâm. Cha mẹ chết rồi khóc, chưa chắc là khóc hay nên cười. Nếu mà cha mẹ giảng sanh về cực lạc, trời ngồi bên đó sướng muốn chết, ngồi lại thấy con mình khóc, tụi bay làm bộ khóc của tao xuống muốn chết, tao về cực lạc cái Phật Di Đà, tụi bay mới đáng khóc. Không khóc cho mình mà đi khóc cho người. Thành ra tôi muốn nói vậy, liệu luôn luôn phải nắm cái tâm. Mà quý vị cứ nắm hình tướng. Niệm Phật là 1.000 câu, lần chuỗi 1.000 câu, niệm 4 chữ, niệm 6 chữ, ôi tùm lum hết. Nhất niệm hôm sư. Tôi nói là từ nay mà còn nữa là tôi cạo đầu nha, tôi nói trước ạ. Cái tâm chứ đâu phải ở mà niệm lần chuỗi hay niệm 4 chữ hay là 6 chữ hay niệm 1.000 câu hay 10.000 câu. Mấy cái đó là cái phụ thuộc thôi. Mà cái chánh là cái tâm của mình. Mà nên nhớ cái tâm mình chưa được thì phải nhờ hoàn cảnh và sát thân. Mà cái đó là cái phụ thuộc. Hoàn cảnh sát thân làm cho cái tâm mình nhất niệm. Thành ra quý vị muốn ngồi thiền cho nhất niệm dễ, quý vị phải ra chỗ nào khoảng khoát.
không khí rồi đàng hoàng. Đừng có như mà ông nào dạy đó, chùm cái kiến cao su vô rồi nó nực chết màu ra mồ hôi, rồi nó cái đó là hết bệnh. Thì đó ra mồ hôi là hết bệnh, rồi thấy tùm lum, thấy ma, thấy quỷ gì chùm vô mà không thấy sao được. Rồi đó là ấn chứng ấn ông nội tôi á, rồi sa đọa chết mồ đấy. Không hiểu giáo pháp, không biết cách tu thiền mà nghe tùm bậy tùm bạ. Ở đây Phật tử bị có nó nhiều à, tôi thấy có nhiều người rồi cũng dở lại thần thông à. Rồi tôi nói là mà nói thẳng ra thì ghét. Tôi thì tôi không sợ ghét, đừng có gặp tôi. Gặp tôi là hãy tu thần thông, mà tu theo tư tưởng là tôi dạt ngang. À, thôi giờ chúng ta trở lại để đồ hết giờ. Thì chúng ta thấy đó, sáu căn sáu trần thì sáu thức, thì chúng ta nên nhớ cái này cũng là cái khó nào. Quý vị phải ngồi thiền cho giữ trần đó, tức là trong này nó có sáu, có sắc trần, pháp trần, với sắc quẩn, sắc quẩn, sắc trần, sắc pháp. Thì ở đây đó, sắc trần đây là đối tượng của con mắt, tức là vật lý đấy, cây cỏ giày dép máy móc, thì cái đó là trần, đối tượng của con mắt. Còn sinh trần cũng là đối tượng của lỗ tai, hương trần đối tượng lỗ mũi. Tất cả cái này đều là trần, tức là vật lý, không có cái biết, không có sự sống. Còn cái đối tượng của nó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, đây là sinh lý, có cái biết, có cái sự sống nhưng cũng chưa có cái biết. Thì hai cái này đó, theo ở bên khoa học đó, thì trần có trước hay di vật đó. Di vật là nền tảng của tất cả hiện tượng giới này. Di vật di tâm mới cãi nhau đó. Còn ta nói giờ đạo Phật là di vật thì thật ra đúng mà sai, không đúng. Nói đạo Phật là di tâm thật ra đúng mà không đúng. Vì đạo Phật là cái gì thì phải nói đạo Phật là tất cả. Thì chúng ta dựa vào đây chúng ta mới hiểu đạo Phật, nghe không?